quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều nhà máy nước sạch được xây dựng đưa vào vận hành bằng nguồn vốn xã hội hóa đã giúp cho nhiều hộ dân tiếp cận với nước sạch, góp phần thực hiện vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để người dân Hưng Yên cơ bản được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 45 hệ thống cấp nước do 31 đơn vị quản lý được phân vùng và đã xây dựng mạng lưới cấp nước cho 144 xã phường thị trấn. Đến nay trên 70% số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, gần 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Để có được kết quả này, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình nước và vệ sinh trong các thị trấn và chương trình theo kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, xây dựng 31 công trình nước sạch cấp nước cho khoảng 60 xã phường và thị trấn trong tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã có các cơ chế mời gọi các doanh nghiệp sản xuất nước sạch đầu tư vào địa bàn. Đối với các cái nhà máy mà do các nhà đầu tư thì sẽ thực hiện tốt cái việc cung cấp chất lượng nước theo cái chuẩn 01 của Bộ Y tế và tiếp tục nâng công suất cũng như mở rộng mạng đường ống để đảm bảo cái việc cấp nước cho người dân. Còn một số các cái trạm cấp nước của chương trình mục tiêu quốc gia cũng như vốn vay của VDP và World Bank thì tỉnh cũng đang chờ cái chính sách của chính phủ là cũng thực hiện theo xu thế là xã hội hóa trong cái việc cấp nước sạch để huy động các cái nguồn lực của xã hội để đảm bảo ngày càng tốt hơn trong cái việc cấp nước sạch cho nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trước cái thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở sông Bắc Hưng Hải ở ba xã là Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ và Đồng Than thì nhà máy nước sạch Mỹ Văn đã xây dựng và đi vào hoạt động từ giữa năm 2020. Nhà máy đã cung cấp nước sạch được đến khoảng 70% số hộ dân của ba xã. Trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tiếp tục vận động bà con với mục tiêu là 100% các hộ sẽ tiếp cận được nguồn nước sạch theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đến nay tỉnh Hưng Yên đã thu hút được 13 dự án xây dựng các nhà máy nước và mạng lưới cung cấp nước sạch cho hơn 80 xã trong vùng dự án, nâng tỷ lệ địa phương có hệ thống cung cấp nước sạch đến tận thôn xóm ở tỉnh Hưng Yên chiếm khoảng 88% tổng số xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các nhà máy nước được xây dựng sử dụng công nghệ khai thác xử lý cung cấp nước tiên tiến, cho ra sản phẩm nước đạt quy chuẩn quốc gia QCVN01 do Bộ Y tế ban hành. Đây chính là hệ thống cơ sở hạ tầng nước sạch để người dân nông thôn cải thiện điều kiện dùng nước, điều kiện vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn nước ở xã Trị Đạo là nó bị ô nhiễm chỉ bởi vì đây là khu vực làng nghề. Cho nên từ ngày có nhà máy nước sạch về đây, cho nên người dân rất phấn khởi mà dùng hầu như là hết khoảng tầm 95% người dân dùng nước sạch. Mà cũng rất mừng là từ ngày dùng nước sạch là hầu như là các cái bệnh ngoài da là nó giảm. Nước rất là trong, đảm bảo đáp ứng cho cái việc là sử dụng nước cho bà con nhân dân. Cái thứ hai là các cái trang thiết bị của vệ sinh là được sử dụng rất là bền. Việc phát triển rộng khắp mạng lưới cung cấp nước sạch đến tận thôn xóm ở hầu hết các vùng nông thôn đã tạo điều kiện cho hàng chục nghìn hộ gia đình ở tỉnh Hưng Yên tiếp cận với nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao dân trí.